Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chia chác trong đảng không phải là lần cuối. Ngày 14 tháng 2, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Đảng chia quả thực đầu năm chưa hẳn là lần cuối của tác giả Trần Hiếu Chân. Tác giả đề cập đến việc Tổng Trọng ẩn ẩn hiện hiện thời gian qua khi ông vắng mặt một thời gian dài rồi xuất hiện tại Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1, rồi lại bốc hơi thêm 2 tuần và xuất hiện lại lần nữa vào sáng ngày 7 tháng 2, tức 28 Tết. Tác giả đánh giá ngày xưa quyền lực chỉ thuộc về một dòng họ duy nhất. Ngày nay với các vua tập thể thì sự phân quyền có khác nhưng đều có một mẫu số chung. Đó là con dân xứ Đông Lào ngày nay vẫn bị bỏ rơi trong các cuộc chiêu quả thực thời 4.0. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả cho rằng đa phần người dân giờ đây không còn mấy lòng tin vào bất cứ một thế tử nào trong đám cầm quyền. Phe phái nào lên thì cũng vũ như cẩn, phần lớn đều là hiện thân của lòng tham và tội ác. Ngoại trừ một phạm vi hẹp trong giới quan sát, thì phần đông người dân đều thờ ơ, không mấy quan tâm đến thời cuộc. Tác giả mỉa mai nhận xét, suốt mấy tuần lễ, Tổng Bí Thư vắng mặt trước và sau Tết, sân khấu chính trị Ba Đình căng như một dây đàn. Nhưng thứ dân thì vẫn thờ ơ, trơ lì trước mọi biến động của thời thế mà không hề chờ đợi, không hề hy vọng bất cứ điều tốt lành nào. Còn các phe phái sau khi tuốt gươm cũng đã kịp nhận ra cơ hội tỷ thí chưa tới, và các bên ra gươm vào vỏ tạm lui binh sau khi thỏa thuận được với nhau phương án quả thực đầu năm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long ngày 28 Tết. Theo tác giả, đã có nhiều đồn đoán về việc sắp xếp trong tứ trụ một khi ông Trọng ra đi. Trừ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ chia nhau các ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Các nguồn tin chưa xác định cho rằng ông Phạm Minh Chính sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí thư và để hai ghế còn lại cho ông Huệ và ông Tô Lâm. Nhưng cũng có bình luận khác nhận định rằng thỏa hiệp này chỉ là tạm thời cho đến năm 2026, năm của Đại hội 14. Tác giả nhận định việc chia chác này sẽ có những tác động rất tiêu cực đối với mọi sinh hoạt kinh tế và xã hội của đất nước. Trong bộ máy quyền lực sắp xếp như trên, xu hướng chuyên chế, đàn áp sẽ vượt trội hơn so với thời kỳ trước đây. Hơn một nửa của tứ trụ là công an và an ninh tư tưởng, chính Tô Lâm và Thưởng. Từ nay họ không phải dè chừng để kiếm phiếu, hẳn nhiên bộ máy sẽ tăng cường trấn áp, bắt bớ và toàn xã hội sẽ tiếp tục bị bóp nghẹt. Hình ảnh tứ trụ triều đình hiện nay. Tác giả phân tích việc chiêu quả thực đầu năm nói trên sẽ cần được chính thức hóa tại phiên họp trung ương đặc biệt và phải được sự chuẩn thuận từ phía bên kia biên giới. Có điều Tập Cận Bình cũng đang vào hồi rối ren. Nên khi thấy ở thuộc quốc, các phe phái thỏa hiệp được với nhau, thì nhiều phần Bắc Triệu cũng sẽ chấp nhận để cho con thuyền cùng chung vận mệnh bớt tròng trành. Tuy nhiên, tác giả đề cập đến một phái ngựa ô đang nấu mình, chưa xuất hiện công khai. Lực lượng này tuy không mạnh bằng tứ trụ đương quyền, nhưng họ đại diện cho khát vọng muốn thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, sẽ có sức cuốn hút đối với đa số. Từ hơn 200 ủy viên trung ương, những người đang phải đối mặt với sóng gió của nền kinh tế, muốn có đột phá sau trì trệ hiện nay. Phái này gồm những khuôn mặt tương đối sạch nước cản hoặc ít ra cũng đỡ lem luốc hơn mà không bị giới hạn bởi độ tuổi. Vì vậy, phái ngựa ô này có khuynh hướng chấp thuận việc chiêu quả thực đầu năm chỉ là tạm thời. Tất cả phải chờ đến đại hội 2026. Cho tới lúc đó, cả tam trụ khó giành được các giải đặc biệt về tuổi tác như Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng thời đại hội 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chia chác trong đảng không phải lần cuối. Người Việt trộm cắp tại Nhật và câu hỏi về visa thực tập sinh. Ngày 11 tháng 2, BBC tiếng Việt có bài bình luận Người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì trộm đồ Uniqlo, dấy lên câu hỏi về visa thực tập sinh. Bài báo đề cập đến vụ 4 người Việt Nam tại Nhật Bản đã bị bắt với cáo buộc dính dáng đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 tỉnh. Cảnh sát tỉnh Fukuoka tin rằng đường dây trộm cắp này có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang sống ở Việt Nam cầm đầu. Theo báo Asahi Shimbun, dẫn một số nguồn tin vào ngày 7 tháng 2, hiện đã có lệnh bắt giữ đối với người này và đã được chuyển đến cho chính quyền Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết các nguồn tin nói với Asahi rằng bốn người này không quen biết nhau, nhưng tất cả đều có móc nối với một người phụ nữ, đưa ra hướng dẫn chi tiết về kích cỡ và màu sắc mà họ lấy trộm. Còn bốn người này được đưa sang Nhật và ăn trộm nhiều đến mức
Ngày nào họ cũng chất đồ đầy vali. BBC dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng đường dây trộm cắp này gióng lên hồi chuông về sự gia tăng của nạn trộm cắp xuyên biên giới do sức hấp dẫn của các mặt hàng chất lượng cao ở Nhật Bản. Vụ việc này cũng làm dấy lên câu hỏi về chương trình thị thực, thực tập sinh của chính phủ, cũng như lo ngại về các khâu kiểm soát an ninh. Việc các du học sinh hoặc người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản xách tay các sản phẩm của Nhật để bán lại trong nước không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, một số khác lại chọn con đường phi pháp là ăn cắp đồ đem về Việt Nam bán vì thu được nhiều tiền hơn. Hình ảnh thương hiệu Uniqlo của Nhật. Theo BBC, tuy Việt Nam đã có cửa hàng Uniqlo, nhưng nhiều người vẫn có tâm lý rằng hàng ở bên Nhật thì có chất lượng cao hơn hàng được sản xuất và bày bán tại Việt Nam, dù là cùng một thương hiệu. Chưa kể quần áo Uniqlo ở Việt Nam có giá khá cao, đây có thể là một trong những lý do khiến cho Uniqlo ở Nhật bị nhắm tới. Cảnh sát cho biết nhóm này đã sử dụng một loại túi đặc biệt để đựng đồ ăn cắp nhằm tránh kích hoạt chuông báo động. BBC cho hay, những năm gần đây, một số người Việt Nam bị bắt vì tội trộm trái cây, thậm chí là cả gia súc, từ các trang trại ở những vùng xa xôi của Nhật Bản rồi bán lại cho bạn bè và đồng hương. Nhiều vụ trong số này đã xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh nước ngoài của chính phủ. Chương trình vốn bị cáo buộc là một hình thức mở đường cho các công ty lao động giá rẻ, trong khi có rất ít chương trình giáo dục cho thực tập sinh. Bị thu hút bởi số tiền lớn hơn, một số đã bỏ vị trí thực tập sinh và hiện đang làm việc bất hợp pháp. Vẫn theo BBC, hồi tháng 1, cảnh sát ở tỉnh Gifu, ở miền trung Nhật Bản, đã bắt giữ một nhóm 22 công dân Việt Nam với cáo buộc trộm 191 ô tô từ 18 tỉnh. Băng nhóm này được cho là nhắm vào những chiếc xe sang và những chiếc xe bị đánh cắp có giá trị ước tính khoảng 380 triệu yên, hơn 62 tỷ đồng Việt Nam. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Shinichi Ishizuka, người sáng lập tổ chức tư vấn tương lai tư pháp hình sự có trụ sở tại Tokyo nói rằng có thông tin nhiều người đi theo diện chương trình thực tập sinh của chính phủ đang gặp khó khăn. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi họ bị hấp dẫn bởi cơ hội làm việc, kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những loại tội phạm có tổ chức này. Ông Ishizuka nói, các công ty cũng nên nhận thức rõ hơn về vấn đề này và đưa ra nhiều biện pháp đối phó hơn. Báo Asahi đưa tin, cảnh sát đã điều tra 2.081 vụ trộm cắp có liên quan đến công dân Việt Nam và đã bắt giữ 649 người vào năm 2021. Năm 2022 có 1.927 vụ và 488 người Việt bị bắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Người Việt trộm cắp tại Nhật và câu hỏi về visa thực tập sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d